Rồi, chào mọi người đã quay trở lại với kênh bán hàng đồ nghề Nhật. Mọi người mua hàng liên hệ số điện thoại trên màn hình 034 830 843. Mọi người xem video nhớ bấm vô đăng ký kênh để theo dõi mấy cái video mới đăng lên ha. Bấm đăng ký chuông, đăng ký kênh rồi bấm vô cái nút cái chuông á là sẽ thông báo về điện thoại ha. Rồi, hôm nay là cái video có mã là 133. 133 nha mọi người. Đây, đầu tiên là một cái kính lúp rất là đẹp, kính lúp của hàng nội địa của Nhật. Đây, nhìn được rất là xa. Đây, nhìn xa mà nó trông rõ. Rồi, cái kính này có đường kính là 10 cm, chiều dài nó là khoảng 23 cm mọi người. Cá bằng gỗ, cái niền này là bằng nó bằng đồng đồng nó mạ rơm lên ha, rất là đẹp. Có một cái duy nhất có mã là 133.1 ha, giá là 350.000. Tình trạng nó là không có bị chày hết đâu, nó có dính dơ tí bụi nữa, không có bị chày. Tiếp theo là một cuộn dây câu của Nhật. Cái này nó mắc cái tem rồi, không biết cái số dây nó là nhiêu, như là 0.02 mọi người. Cỡ này chắc chắc là 0.02 quá. À, dây còn khá là chắc ha, dây nhỏ cầu cá rất là tiện. Cái cuộn này nó rất là nhiều luôn á, à, cái cuộn này nó dày như đây là rất là nhiều, bay mất rồi, không biết nhiều độ dài cũng bao nhiêu nữa. Cuộn nó nhiều màu sao đây, nó giống như là dây ba màu mọi người, màu xanh, màu đỏ, màu trắng này, nó pha với nhau. Đó. Rồi, cuộn dây câu này có mã là 133.2 ha, giá 150.000 thôi. Rồi, tiếp theo là cây hước ke góc vuông của Nhật. Đây nó có hình con rồng rất là đẹp. Đây, con rồng. Cây góc vuông ha. Chiều dài nó là 12 cm, đo được 12 cm là hước, có hước luôn. Cái này là bằng thép không rỉ ha. Thép không rỉ của Nhật đây, rất là dày nè. Cái đế rất là dày. Để mình ke vô mấy cái gỗ rồi, ke vô vậy nè. Kê vô mặt á, kẻ đường là nó vuông góc cắt thẳng. Rồi, cái này có mã là 133.3 ha, giá 150.000. Tiếp theo cái chuyện về cái kìm chuốt dây điện này nữa. Mà kìm này nó bị đây, nó bị tuôn cái con ốc này trên đây mọi người. Cái con tán nó giữ trong đây nè, để mình điều chỉnh dây nhỏ lớn bấm cho nó dễ. Nhưng mà hiện tại là nó tuột rồi nè. Cái này nếu mà lấy ra là phải bung nó ra, bung tán này ra mới lấy được, mới sửa là được. Cho nên em để về bán luôn ha. Vẫn chốt bình thường mọi người, vẫn chốt ok. Nè. Chốt các loại dây ok. Này dây lớn. Dây này cỡ 1.2 ha. Đây. Rất là ngọt. Cắt nè. Chốt nè. Chốt nè, cắt chốt là nó tuôn cái này rồi. Bình thường mình chỉnh nặng nhẹ nó sẽ quay cái cây cốt rồi, còn đây là con tán nó sẽ không có quay, nó quay luôn con tán này. Rồi thử con dây nhỏ xíu coi nó được không nhỉ. Nè, vẫn được ok.
dây này thử coi, dây lớn hơn tí, chút hai cộng lượng luôn ha. Rồi. Rồi con dây to đùng này thử coi, dây này cỡ chắc cỡ gần 2 ly luôn. Đây ok luôn mọi người. Hiện tại nó là ship vô nó gần tới mức max là maximum là dẫn là chốt được con cái dây to nhất. Đó cho nên nó dẫn chốt được dây này ha. Nè, mọi người cứ để dây xài vẫn bình thường. Không vấn đề. Rồi cây này có mã là 133.4 ha, 350 ngàn. Tiếp theo là cây cưa của hàng nội địa Nhật. Rất là chất, cán bằng nhựa cứng ha. Cầm rất là nặng tay, bên trong là thép nó đúc bên trong nè. Đây để siết cái lưỡi bằng con tán đồng to đùng luôn. Đây cái lưỡi này tình trạng còn khá là còn khoảng 95% độ bén. Đây nó dạng là nó kẹp cái lưỡi này vô nữa. Để mình cưa nè. Siết. Siết ở đây thì nó sẽ thành cái cưa dài nhất ha. Lưỡi dài. Lưỡi nó dài được 20 luôn mọi người, đây. Đây để cưa mấy cái cành nhỏ ra tiện cưa gỗ ha. Cưa gỗ cũng được, cưa cành cây cũng được. Mấy cành nhỏ bên sau bên trong á. Rồi cái cưa này có một mã là 133.5 ha, giá 200 ngàn. Tiếp theo về một cái ống bơm xe đạp. À, ống bơm xe máy được nè. Quen gọi nó là xe bơm xe đạp. Đây. Đây là cái đầu chuyển qua bơm xe đạp nè. Vặn cái này vô cái chuôi xe đạp. Con này xe máy mọi người, chân xe máy nè. Cứ cắm như vậy ha. Gặp nó xuống là nó giữ nguyên. Nó giữ chặt. Rồi mình bơm thôi. Đây là cái quai bơm bật ra được ha. Ra để cầm. Này để chân để đạp nè. Giữ nó dưới đất. Gài lại luôn. Hơi rất mạnh nha. Hơi nó rất là mạnh luôn. Đó. Bơm bánh xe máy ok. Này mang đi theo xe cũng ok. Bỏ cúp xe tiện. Kích thước nó nè 33cm mọi người. 33cm ha. Rất là nhẹ bằng nhôm ha. Đây bằng nhôm à. Trong cũng bằng nhôm luôn. Nhôm và nhựa. Rồi cái bơm này có mã 133.6 ha. Giá 300 ngàn. Tiếp theo một cái cây gọi là cây chipot. Chân chụp hình, chân của máy chụp hình. Máy điện thoại cũng ok mọi người. Điện thoại thì mọi người mua cái giá trên đây nè. Ngoài đường mấy người bán á, hoặc là trong tiệm điện thoại á, nó bán có 15 ngàn. Gắn vô cái điện thoại. Còn vô đây là gắn được cái điện thoại lên ha. Cái này có chức năng là vặn nhanh nè. Cái gàn gạt này nè. Siết nhanh. Khi vặn vô một mức vừa phải rồi cái siết qua là nó cứng. Nhả ra là nó lỏng để mình vặn ra. Rồi này là chuyển góc đứng. Này chuyển góc đứng là siết lại nó sẽ đứng. Này máy nằm ngang. Rồi này là vặn ra nới ra để xoay trục lên xuống các kiểu ha. Rồi cố định lại. Đây ba chân thì rút gọn và kéo dài ra được ha. Đây nó thu gọn vô là còn có khoảng 20 thôi. Kéo gai nó rất là dài. Đây cái chân này không đếm đo cho mọi người ha. Cái chân này không là rồi cái chân không là hơn 1 mét mọi người. 1 mét tính 1 mét đi. Đó cái chân nó là 1 mét. Và tính luôn này là cỡ 1m1 mọi người. Chiều cao của cái chipot này là lên 1m1. À, chân kéo ra nhẹ nhàng. À, khi mà hu vô
mọi người. Đây là nó gài lại nè, mình vặn qua là nó gài lại ha. Hôm vô mình phải vặn qua một cái rồi mình mới để vô nè, nó có chỗ gài lại ha. Đó nè, nó gài một cái tách đó, vặn qua là nó gài, vặn trở lại mình mới hu vô được. Có một cái khớp chú ý đó ha. Đó rồi, cầm rất là ok, nó bằng nhôm. Đây cái này là bỏ bằng nhôm mọi người, nhôm nè, có mấy con ốc con tán thì nó bằng sắt nhôm. Rồi cái bên trong này là bằng hao nè, đồng hao nó mạ lên ha, thấy nó là bằng đồng hao đó, vậy nó mới bền, chứ bằng như thiết bằng sắt thì nó mau rỉ á, nó hư. Rồi cái này có mã 133.7 ha, giá 350 ngàn. Rồi tiếp theo một cái mồi lửa, gọi là mồi lửa ha. Đây có đồ đốt, đốt lửa vô, tại vì nó châm dầu vô đây không mọi người nè, có bông này để giữ dầu nè. Đó nó như vậy ha, này không có lấy ra được. Để coi nó bằng gì. À, nó bằng thép không gỉ ha mọi người, bằng inox ha, cái này bằng inox luôn, hàng của nội địa Nhật. Rồi, cái mồi lửa rất là gọn, 10 cm, 10 x 7, 7 rồi. Cái màu lửa có mã là 133.8 ha, giá 150 nè. Rồi nay về mấy bánh xe đúng rồi, 4 bánh xe loại này SK cũng như mấy lần trước ha. Đây. SK bánh xe này nó nhỏ nhưng mà nó rất là chất lượng ha, nó xài 1 ha, bạc đạn 2 bạc đạn 3 bạc đạn, đầy đủ bạc đạn. Đây có khóa bánh luôn, bật xuống là nó khóa, đây khóa lại nè. Rồi đo kích thước cho mọi người dễ sử dụng ha, 7.5 nè, chiều cao toàn bộ. Rồi lỗ ốc luôn nè, đó đường kính bánh, bánh này là 45, bánh này là 50 mọi người, 50 mm, 50 đúng rồi, 50 mm đó. Ngang là 2.5, 25 mm. Rồi bộ em bán là 4 cái mọi người, nó gồm có 2 cái có cái khóa nè, 2 cái không có khóa ha, 2 cái trơn, để mọi người vô kệ á, có mà khóa nó lại thì nó đứng cái kệ lại. Rồi bánh xe này có mã là 133.9 ha, giá 250 ngàn một bộ, 4 cái. Tiếp theo mấy cái món này em thanh lý ha. Đây nó bị mấy món này nó gặp vấn đề. Này đầu tiên là cái máy tính, máy tính này nó có năng lượng mặt trời ha, nhưng mà có lúc bật lên có lúc không ha mọi người. Lúc này nó bật không lên, có lúc em bật nó lên, chiếu đèn vô nó cũng không lên. À, chiếu đèn vô giờ nó lên nè. Mà như không đủ năng lượng sao nó bị bấm trúng gì nó ra quá trời vậy.
chung là nó gặp vấn đề đây. Giờ là nó nguyên vậy, đây nó có xài pin nữa nha, mà không có dùng pin nhỏ này không có thử luôn nè. Có thể là mọi người bỏ pin vô có thể là xài được nha, cái này em chưa có thử viên pin này. Nút này nút reset, còn này là nó xài bằng năng lượng mặt trời không thấy lên. Rồi một món ha, cái này đo cái bình gì đó. Là bình hay sao cắm vô con không thấy, nó không biết xài sao. Để là đo bình nhìn, tôi cắm vô không nhảy vậy đi. Rồi cái này remote này thì cắm vô pin remote của thằng Japan luôn nè, của Canon remote máy chụp hình đó, không có để máy để mà thử. Hai món ba món này ha, món này nữa là đây là cái đèn pin đèn nè, thấy bóng nó còn dây tóc nè. Đèn pin của Mỹ mọi người, USA ra đèn pin của Mỹ siêu nhỏ luôn, nhỏ xíu mà nó viên pin nó kẹt đây nè, nó bị oxy hóa luôn rồi, viên pin kẹt đây ha, mấy cái gắt rồi thì nó còn nè, nó có một bóng sơ cua đây luôn. Rồi nói chung là không lấy được pin ra, không có thay được, em không có lấy được, rồi không thay được ha, nên không biết nó sống chết sao. Đây của USA nha, thằng Mỹ. Rồi một cái đèn này, cái đèn này thì led sống nha, mà nó hư công tắc rồi, thử viên pin vô là sống nha. Để coi có viên pin không, thử nè, có viên pin nè, nó xài một viên pin 2A này nha, thử rồi nó lên ha. Cái đèn này thì nó sống đây, nó sống nè, viên pin này hơi yếu rồi đó. Đèn này sống sáng nha, của Rentos. Trên đó thương hiệu này là đèn bị ngon nha, đèn này led bóng led luôn nha. Rồi công tắc nó hư nè, nó bị mất công tắc hư bung ra luôn rồi, mất luôn rồi. Nó giờ còn có nấm không, mọi người chế vô xài ha, chế các kiểu công tắc gì đó chế. Rồi bán hết 4 món, 5 món, 2, 4, 5 món nha mọi người, 5 món này nè, mã là 133.10 ha, giá 200.000. Rồi em kết thúc video ở đây nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi, ủng hộ. Hẹn gặp lại video tiếp theo.